Tuổi già có 4 loại thực phẩm cấm để qua đêm trong tủ lạnh, nguy hiểm nên biết. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, mỗi đĩa thức ăn còn sót lại sau mỗi bữa ăn hoặc khi có dư thừa thực phẩm mà bạn chưa thể nào tận hưởng hết thì chúng ta nên làm gì tiếp theo? Có phải bạn sẽ thường nghĩ ngay đến việc cất chúng vào trong tủ lạnh đúng không ạ? Dường như đây là một thói quen của đa số người Việt chúng ta từ xưa cho đến nay. Thế nhưng, phải chăng tủ lạnh là một nơi rất an toàn để bảo đảm tất cả các loại thức ăn không? Câu trả lời trong video ngay dưới đây có thể sẽ làm bạn vô cùng ngạc nhiên. Bạn biết không, theo lời khuyên từ các chuyên gia thì có 4 loại thực phẩm dưới đây bạn nên hạn chế tích trữ trong tủ lạnh. Vì nếu không, sẽ vô tình biến tủ lạnh của bạn trở thành cỗ máy tạo ra thuốc độc, gây ra bệnh tật hay thậm chí là ung thư và làm suy giảm tuổi thọ của người cao tuổi chúng ta khi về già. Vậy 4 loại thực phẩm đó là gì? Bạn hãy tập trung theo dõi video dưới đây để xem chúng ta đã có những tích trữ sai cách gây nguy hiểm cho sức khỏe, đúng không các bạn nhé? Thứ nhất là hải sản. Cụ Liên năm nay đã 92 tuổi, sống ở Thành Trì. Nhân dịp trong ngày nghỉ hè, con cháu cụ về chơi rất đông đúc. Thế nên hôm nay cụ quyết định ra chợ mua một vài con mực để chuẩn bị làm món nướng đãi các cháu. Thế nhưng vì kẹt chuyến tàu nên gia đình con gái và cháu của cụ bị trì hoãn chuyến xe đi về đến khoảng một tuần sau đó. Vì trời lúc đó cũng đã muộn nên cụ Liên quyết định cất mấy món mực tươi vào trong tủ lạnh, định bụng đến sau khi con cháu trở về rồi mới đem ra nướng. Vì thế, những con mực này đã được bảo quản trong tủ lạnh trong một tuần. Ngay khi con cháu trở về, cụ Liên liền phấn khởi lấy mực ra nướng. Cháu trai của cụ tên Quốc Bảo vốn rất thích món ăn mực từ khi còn nhỏ, nên một mình đã chén hết tất cả đĩa mực nướng lớn. Tuy nhiên, không lâu sau khi ăn xong, cậu bé đau bụng dữ dội, lăn lộn dưới sàn, khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Quá lo lắng, cụ vội gọi con về nhà và cùng nhau đưa cậu bé đến bệnh viện địa phương. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cháu Bảo bị mắc hội chứng u rê huyết tán huyết, tình trạng bệnh tương đối nghiêm trọng. Có 50% khả năng bị suy thận mãn tính và phải lọc máu suốt đời. Chỉ một món mực nướng sao lại có thể gây ra suy thận? Có phải bạn đang rất thắc mắc hay không? Bác sĩ điều trị cho cháu của cụ cho biết món mực có thể là thủ phạm. Chính xác mà nói, không phải con mực gây bệnh mà do mực vị để trong tủ lạnh quá lâu cho đến khi bị nhiễm phải vi khuẩn Shigella gây ra căn bệnh nghiêm trọng này. Các bạn biết không, các loại hải sản quen thuộc như tôm, cua mà chúng ta hay ăn hàng ngày chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nên chúng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn hàng ngày của gia đình. Tự mình chế biến và thưởng thức những thực phẩm tươi ngon này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản kinh phí khá lớn so với việc thưởng thức ngoài nhà hàng, đúng không ạ? Nhưng đôi khi, sự thuận lợi của việc này lại có thể dẫn đến cho bạn những hành động tiềm ẩn, nguy hiểm mà chúng ta thường sẽ không để ý đến, đó là để hải sản qua đêm trong tủ lạnh. Các chuyên gia đã cho biết rằng các loại hải sản dù tươi ngon và bổ dưỡng, nhưng vì có chứa rất nhiều protein, nên nếu bạn để chúng qua đêm, chúng sẽ bị phân giải protein và gây biến chất nếu tiếp tục ăn trong ngày hôm sau. Điều này có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe của người cao tuổi, từ nhẹ như tiêu chảy đến nặng hơn như ngộ độc thực phẩm đấy các bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyên rằng bạn nên mua số lượng hải sản phù hợp với nhu cầu ăn của gia đình. Không cố để tích trữ chúng qua đêm trong tủ lạnh sau thời gian dài, gây nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta khi về già các bạn nhé. Thứ hai là thịt lợn. Việc đông lạnh thịt để sử dụng qua nhiều ngày trong tuần đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong chúng ta, có phải không nào? Điều này có lẽ được nhìn nhận như một phương pháp tiện lợi để lưu trữ thực phẩm và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng thói quen này liệu có thực sự an toàn? Câu trả lời có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Bạn biết không, ngay cả khi đó là loại thịt sạch nhất được đông lạnh, nhưng nếu như bị để quá một tuần trong tủ lạnh, sẽ có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe cho chúng ta.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, thịt lợn sẽ bị hao hụt dinh dưỡng qua thời gian và bên cạnh đó còn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm hay những vấn đề sức khỏe khác như đau bụng, tiêu chảy và sốt nếu như bạn để chúng quá lâu trong tủ lạnh. Điều đáng lo ngại hơn đó là không chỉ làm mất đi các chất dinh dưỡng vốn có, mà các ký sinh trùng và vi khuẩn còn có thể tiếp tục sản sinh và phát tác trong miếng thịt, ngay cả khi chúng ta đã cố gắng đông lạnh nó. Bằng cách tích trữ sai lầm này, bạn có thể vô tình đưa vào cơ thể mình các nguồn độc tố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi chúng ta và cả gia đình. Vì vậy, bác sĩ khuyên rằng khi bảo quản thịt, bạn hãy nên để chúng trong ngăn đá tủ lạnh, nhưng không được để quá một tuần. Còn nếu bạn phải để trong ngăn lạnh thì chỉ nên để tối đa trong 2 ngày. Còn đối với thịt đã qua chế biến thì bạn có thể tích trữ từ 3 đến 5 ngày. Những lời khuyên này bạn và những người thân bên cạnh mình tránh khỏi nguy cơ bị vi khuẩn có hại xâm nhập và còn có thể giúp đảm bảo dinh dưỡng trong thịt hoàn hảo đấy các bạn. Thứ ba là chuối. Các bạn thân mến, với thành phần dinh dưỡng phong phú bao gồm 8 loại axit amin thiết yếu, 11 loại khoáng chất, 6 loại vitamin quan trọng, chắc chắn đây là một loại thực phẩm không thể nào thiếu trong giỏ hàng của chúng ta khi đi chợ rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, bạn có tự hỏi rằng liệu khi bảo quản chuối qua đêm trong tủ lạnh có làm mất đi chất dinh dưỡng của chúng hay không? Trên thực tế thì các chuyên gia khuyên rằng chúng ta không nên để chuối qua đêm trong tủ lạnh, vì khi được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 4 đến 8 độ, chúng sẽ rất dễ bị thâm đen, biến chất, thậm chí đông cứng và hư thối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà khiến cho các dưỡng chất bên trong chuối cũng sẽ bị biến đổi tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Hơn nữa, chuối còn là thực phẩm chứa nhiều axit, nên khi bảo quản trong tủ lạnh, nó sẽ trở thành một thực phẩm cực âm. Điều này càng nguy hiểm hơn nếu như bạn đang bị lạnh, ho, cảm thấy mệt mỏi, thì việc ăn chuối lấy từ tủ lạnh ngay lúc này sẽ có thể vô tình khiến cho tình trạng bệnh của bạn trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy nên chúng ta nên tích trữ chuối như thế nào mới đúng cách? Thay vì để chuối trong tủ lạnh, bạn nên chọn lựa chuối vừa chín tới, cuống còn xanh và bảo quản ở nơi thoáng mát, có thể tránh ánh sáng trực tiếp và hơi nóng từ bếp. Ngoài ra thì bạn cũng không nên lưu trữ chuối chung với các loại trái cây khác, bởi sẽ khiến chuối rất mau chín và hỏng. Bên cạnh đó, nếu chúng ta vẫn muốn thưởng thức hương vị chuối từ tủ lạnh thì có thể bọc giấy báo gói riêng từng quả và đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp này có thể giúp bạn bảo quản chuối từ 6 đến 8 ngày mà không mất đi quá nhiều chất dinh dưỡng vốn có. Thứ tư là trứng luộc. Trứng luộc là một món ăn phổ biến và được rất nhiều người yêu thích bởi cách chế biến đơn giản và tiện lợi. Thậm chí rất nhiều người trong chúng ta còn thích luộc trứng trước và để đến sáng hôm sau mới sử dụng cho bữa sáng. Tuy nhiên, liệu rằng thói quen này để trứng luộc qua đêm có thực sự tốt cho sức khỏe đối với người cao tuổi chúng ta hay không? Bạn cần biết rằng, theo khuyến cáo từ các chuyên gia về an toàn thực phẩm, thì thức ăn đã nấu chín chỉ nên được sử dụng trong vòng 2 tiếng và không nên để qua đêm, bởi món ăn đó rất có thể dễ bị nhiễm khuẩn trong một môi trường này và từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, với trường hợp của món trứng luộc này, khi để qua đêm ngoài nhiệt độ phòng mà không bảo quản trong tủ lạnh thì chắc chắn là bạn không nên tiêu thụ chúng. Nguyên nhân là vì theo Cục An toàn Thực phẩm, thức ăn đã nấu chín chỉ an toàn khi được sử dụng trong vòng 2 giờ đồng hồ. Khi nhiệt độ môi trường từ 4 đến 60 độ C, sự phát triển của vi khuẩn càng tăng và rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Tuy vậy thì nếu trứng luộc được bảo quản trong tủ lạnh qua đêm thì bạn vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, lưu ý rằng sau khi luộc xong, hãy để trứng nguội theo một cách tự nhiên trước khi cho chúng vào tủ lạnh các bạn nhé. Một điều quan trọng khác làm cho chúng ta cần phải ghi nhớ đó là để có thời gian tăng cường thời gian bảo quản, bạn không nên bóc vỏ trứng luộc trước khi cho vào tủ lạnh. Bạn biết không, với trứng luộc, việc giữ nguyên lớp vỏ không chỉ giúp bảo quản trứng được lâu hơn, mà còn giảm thiểu khả năng tiếp xúc với vi khuẩn. Nếu bạn bảo quản trứng luộc trong ngăn mát tủ lạnh, hãy chắc chắn tiêu thụ nó vào buổi sáng hôm sau, và để trứng quá lâu có thể ảnh hưởng đến chất lượng của quả trứng và tăng nguy cơ tiềm ẩn của vi khuẩn. Việc ăn trứng để qua đêm và bảo quản không đúng cách
có thể phát triển vi khuẩn trong thực phẩm đã qua chế biến ở nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C. Điều này có nghĩa là nếu trứng luộc được bảo quản không đúng cách trong vòng 2 giờ sau khi nấu ăn và ăn vào sáng hôm sau, không may bạn sẽ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm dễ nhận biết nhất đó là đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Điều này có thể hiểu là cơ chế bảo vệ tự nhiên trước các tác nhân gây hại của cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa khi ăn trứng luộc qua đêm. Một kết quả của việc vi khuẩn xấu tăng lên khiến cho thực phẩm bị lên men trong dạ dày, gây rối loạn quá trình tiêu hóa tự nhiên của cơ thể. Sốt nhẹ do nhiễm khuẩn từ thức ăn để qua đêm cũng có thể xuất hiện. 4 thói quen bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh sai cách gây nguy hại tiềm tàng. Một, tự ý điều chỉnh lại nhiệt độ của tủ lạnh. Thông thường khi chúng ta mua tủ lạnh, nhiệt độ trong tủ đã được các nhân viên kỹ thuật thiết lập sẵn. Giao diện cơ động và dễ dùng có thể khiến chúng ta tự tin điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, việc này có thực sự an toàn và có lợi cho sức khỏe và thực phẩm của bạn? Câu trả lời là không. Việc dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ có thể dẫn đến việc chúng ta đặt nhiệt độ không phù hợp, tạo ra môi trường không tốt cho việc bảo quản thực phẩm, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và cả tuổi thọ của tủ lạnh. Nhiệt độ mặc định của tủ lạnh được thiết lập sao cho thực phẩm có thể được bảo quản an toàn và tươi ngon nhất. Nếu chúng ta đặt nhiệt độ không phù hợp, quá cao hoặc quá thấp, có thể dẫn đến việc thực phẩm bị hư hại, nhiễm khuẩn hoặc thậm chí hủy hoại cả tủ lạnh. Thực sự, việc bảo dưỡng và sử dụng tủ lạnh đúng cách tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu việc sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn phát triển gây nên những căn bệnh tật liên quan. Vì vậy, hãy ghi nhớ lời khuyên của các chuyên gia y tế và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tủ lạnh một cách an toàn và hiệu quả. 2. Bất cứ loại thực phẩm nào cũng cho vào tủ lạnh. Đưa thực phẩm vào tủ lạnh nghe có vẻ là cách bảo quản tốt nhất, phải không nào? Nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên để trong tủ lạnh, đặc biệt là thực phẩm tươi sống mua ngoài chợ. Tại sao vậy? Vì khi mua thực phẩm tươi sống ngoài chợ, độ vệ sinh không được đảm bảo tuyệt đối. Nếu vội vàng cho những thực phẩm này vào tủ và để chung với thực phẩm đã chế biến hoặc thực phẩm tươi sống khác, vi khuẩn có thể lây lan từ thức ăn tươi sống nhiễm bẩn sang thức ăn khác trong tủ lạnh. Và hậu quả không chỉ làm giảm đi chất lượng của thực phẩm khác, vi khuẩn còn có thể gây nguy cơ nhiễm bệnh khi chúng ta tiêu thụ những thực phẩm này. Hơn nữa, việc này cũng ảnh hưởng đến sự hoạt động hiệu quả của tủ lạnh. Vậy nên làm gì khi mua thực phẩm tươi sống về? Đầu tiên, bạn nên rửa sạch thực phẩm tươi sống và để khô trước khi cho vào tủ lạnh. Những thực phẩm tươi sống nên được bảo quản tách biệt so với thực phẩm đã chế biến. Một số loại thực phẩm như trái cây và rau xanh nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh đặt chúng vào tủ lạnh sẽ giúp giữ được lâu hơn. Các bác sĩ thường khuyên rằng biết cách bảo quản thực phẩm đúng cách không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. 3. Không vệ sinh tủ lạnh định kỳ. Chúng ta sẽ cùng khám phá một lời khuyên rất quan trọng từ bác sĩ. Tại sao chúng ta không nên bỏ qua việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ? Thật không may, rất nhiều người đã coi nhẹ việc này. Nhưng bạn có biết tủ lạnh chính là không gian chứa đựng nhiều vi khuẩn nhất trong căn nhà của bạn nếu không được vệ sinh định kỳ? Đúng vậy, việc không vệ sinh tủ lạnh định kỳ có thể tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi. Lớp đóng băng, các ngăn hàng và cấu trúc nội thất của tủ lạnh có thể trở thành nơi cư trú của hàng loạt vi khuẩn từ Escherichia coli đến Salmonella. Dần dần, lượng vi khuẩn này sẽ bắt đầu lan truyền đến các loại thực phẩm chúng ta lưu trữ trong tủ. Và đây chính là điều kiện tiên quyết nảy sinh độc tố, kẻ thù đã gây ra rất nhiều rắc rối cho sức khỏe con người. Điều này có thể gây nên nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ những triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, cho đến những tình trạng nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng huyết hay viêm ruột. Vì vậy, việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ là một nhiệm vụ không thể trì hoãn. Bạn chỉ cần dành một chút thời gian, có thể là 30 phút mỗi tuần, để lau chùi, vệ sinh và sắp xếp lại ngăn tủ. Nhớ kiểm tra và loại bỏ ngay lập tức các loại thực phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu hỏng. Đồng thời nên phân loại các ngăn trong tủ lạnh để rau củ, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến không gặp nhau và tránh lây nhiễm chéo. Đúng như câu nói, phòng ngừa hơn chữa trị.
chúng ta hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, vệ sinh tủ lạnh định kỳ để xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh. 4. Không đậy nắp toàn bộ thực phẩm có trong tủ. Bạn có biết rằng việc không đậy nắp thực phẩm trong tủ lạnh có thể là một trong những nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bạn? Đúng vậy, chúng tôi nói về việc không đậy nắp thực phẩm sau khi chế biến hoặc không đóng gói thực phẩm tươi sống trước khi bỏ vào tủ lạnh. Điều này nghe có vẻ không quan trọng, nhưng thực tế nó vô cùng nguy hiểm. Khi bạn bỏ thức ăn mà không đậy nắp vào tủ lạnh, việc này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn. Ngay cả khi bạn nấu lại thức ăn sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, vi khuẩn có thể đã làm thức ăn biến chất. Điều này thực sự đặt sức khỏe của bạn vào tình trạng nguy hiểm. Thêm vào đó, việc không đậy nắp thức ăn lại còn tạo điều kiện cho mùi hôi lan tỏa trong tủ lạnh. Điều này không chỉ khó chịu cho người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến mùi vị của các thực phẩm khác trong tủ. Đơn giản nhất, chúng ta hãy đầu tư vào hũ thủy tinh có nắp hoặc túi dùng một lần để đậy thức ăn, sử dụng không gian của tủ lạnh luôn sạch sẽ, mùi thơm và an toàn. Vậy là trong suốt video này, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về 4 loại thực phẩm mà bạn không nên bảo quản qua đêm trong tủ lạnh, đặc biệt khi bạn đang trong tuổi vàng. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà còn có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm mà bạn không thể tưởng tượng. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trong video hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày để có cuộc sống tuổi già trọn vẹn hơn các bạn nhé. Càng đun lại 5 loại thực phẩm này càng khiến cho tuổi thọ suy giảm, bệnh tật kéo đến. Trải qua nhiều thập kỷ, thói quen tiết kiệm thức ăn và đun nấu nhiều lần có thể đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hàng ngày của nhiều người Việt, đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi. Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ việc đun đi đun lại để dùng sẽ vừa tiết kiệm thời gian mà còn giúp tận dụng tốt hơn các nguyên liệu thực phẩm. Tuy nhiên, bạn biết không, việc này có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sức khỏe, do có một số loại thực phẩm khi nấu lại có thể tạo ra chất kịch độc, gây ra suy giảm tuổi thọ. Trong video hôm nay, Chuyện Nhân Quả sẽ cùng bạn giải mã một số nguy hiểm tiềm ẩn mà các loại thức ăn có thể mang lại khi bạn nấu đi nấu lại nhiều lần, cũng như chia sẻ với các bạn một số loại thực phẩm mà bạn tuyệt đối không nên làm nóng lại nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất khi về già các bạn nhé. 1. Các loại rau xanh lá. Như chúng ta đều biết, rau xanh lá là một nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời, đặc biệt là các loại chống oxy hóa và vitamin. Tuy nhiên, tương tự như nhiều loại thực phẩm khác, rau xanh sau khi nấu chín nên được tiêu thụ ngay và không nên hâm nóng lại nhiều lần. Lý do là vì khi bạn hâm nóng lại, nitrat trong rau xanh sẽ được chuyển hóa thành nitrit. Sự chuyển biến này vô cùng nguy hiểm bởi vì nitrit có thể tiếp tục chuyển hóa thành nitrosamin trong cơ thể chúng ta. Đây là một nhóm hợp chất gây tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày ở người cao tuổi. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Hóa học Thực phẩm đã công bố ảnh hưởng lâu dài của nitrit có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó tạo ra sự phát triển âm thầm của một số loại ung thư khi càng cao tuổi. Vì vậy, đối với một loại thực phẩm dồi dào chất xơ và tràn đầy dinh dưỡng như rau xanh cũng không nên được chế biến trong điều kiện nhiệt độ quá cao và trải qua quá trình hâm nóng nhiều lần. Vì không chỉ ảnh hưởng đến dinh dưỡng vốn có trong rau xanh mà còn có thể đẩy mạnh quá trình sản sinh ra chất độc hại khi ăn vào cơ thể. 2. Khoai tây. Các bạn thân mến, khoai tây nổi tiếng là một nguồn cung cấp carbohydrate cho cơ thể rất tốt. Chính vì thế mà chúng thường xuyên góp mặt trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình, nhất là gia đình có người cao tuổi, bởi đặc tính mềm, dễ nhai và dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu chúng ta bảo quản khoai tây trong thời gian dài hoặc thường xuyên hâm nóng lại, những carbohydrate này sẽ bắt đầu phân hủy thành đường rồi tiếp tục biến đổi thành arylamin. Đây là một chất có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, arylamin là một chất cực độc, cực kỳ nguy hiểm, có tác động gây hại cho hệ thần kinh,
nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ thể, mà còn được xem là yếu tố góp phần gia tăng nguy cơ mắc ung thư ở người cao tuổi. Những khám phá này có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bất ngờ, đặc biệt khi biết rằng khoai tây cùng với các loại thực phẩm quen thuộc khác mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ đến sức khỏe nếu bạn sử dụng hay bảo quản không đúng cách. 3. Thịt gà. Thịt gà vốn được yêu thích ở mọi lứa tuổi bởi hương vị ngon miệng và giá trị dinh dưỡng tốt của nó. Tuy nhiên, những tưởng rằng việc hâm nóng lại thịt gà sau khi đã nấu sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Trên thực tế, đây lại là một lầm tưởng vô cùng tai hại. Trong quá trình chúng ta làm nóng lại, cấu trúc protein của thịt gà cũng sẽ thay đổi theo. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng trong thịt gà mà còn có thể sản sinh ra một số chất có hại khác. Cụ thể, trong một nghiên cứu được tiến hành và đăng trên tạp chí quốc tế về khoa học và công nghệ thực phẩm đã chỉ ra rằng, sau quá trình đun nóng nhiều lần, một axit amin trong thịt có thể biến đổi thành các chất độc hại cho cơ thể, gây suy giảm miễn dịch ở người cao tuổi. Thông tin này không chỉ giúp bạn nhận thức được vấn đề mà còn có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định thông minh hơn khi chế biến và sử dụng thịt gà. Bên cạnh đó, hạn chế thói quen hâm lại nhiều lần để tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe khi về già, các bạn nhé. 4. Nấm. Có lẽ đối với ai là tín đồ của rau củ quả thì các loại nấm không chỉ mang lại hương vị độc đáo mà còn cung cấp rất nhiều nguồn dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể của người cao tuổi chúng ta như protein và polysaccharide. Tuy nhiên, khi bạn đun đi đun lại nhiều lần được chế biến nấm lại có thể dẫn đến sự phân hủy của những chất này và sau đó tạo nên các hợp chất có thể gây hại cho cơ thể và sức khỏe của người cao tuổi. Cụ thể, khi trải qua quá trình đun đi đun lại này, nấm sẽ sản sinh ra một chất độc hại có tên là aflatoxin. Aflatoxin là một loại chất độc gây hại được sản sinh bởi các loại vi nấm. Thêm vào đó, chất này cũng có thể sản sinh trong nấm bị ướt hoặc ẩm trong những điều kiện bảo quản không hợp lý. Aflatoxin đã được chứng minh rằng có thể gây ra độc tính gan, gây suy giảm chức năng gan ở người cao tuổi và có thể gây ra các vấn đề về hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, hoạt chất này cũng được xem là nhân tố góp phần gây ra căn bệnh ung thư gan, tạo ra một nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của chúng ta khi về già, đấy các bạn. 5. Dầu ăn. Dầu ăn là một loại nguyên liệu nhà nhà đều có và thường được sử dụng trong nhiều phương pháp nấu nướng như chiên xào. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất nhiều người có thói quen tái sử dụng dầu ăn đã chiên và tận dụng đến khi dầu chuyển sang màu đen mới đổi sang dầu mới. Thế nhưng bạn biết không, việc chúng ta sử dụng lại dầu đã được đun nhiều lần không chỉ cực kỳ có hại cho sức khỏe tim mạch của người cao tuổi, mà còn góp phần tạo ra các gốc tự do có thể gây tác động tiêu cực lên cơ thể. Một nghiên cứu được công bố bởi Đại học Tim Mạch Hoa Kỳ vào năm 2018 đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ axit béo chuyển hóa từ dầu nóng được tái sử dụng liên quan đến sự tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường. Đồng thời, việc nấu nhiều dầu nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ hình thành nên một số chất gây ung thư như benzoxanin, arylamin, amin, dị vọng. Điều này nghĩa là chúng ta đang tiếp xúc với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến căn bệnh quái ác mang tên ung thư hàng ngày mà ngay cả chúng ta có thể không nhận biết được. 10 lời khuyên đơn giản làm cho chế độ ăn uống của bạn lành mạnh hơn và kéo dài tuổi thọ. Các bạn thân mến, bên cạnh những thói quen gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của chúng ta như đun đi đun lại 5 loại thực phẩm kể trên, thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn trong chế độ ăn hàng ngày, giúp các bạn xây dựng một lối sống lành mạnh hơn. Những thay đổi nhỏ này không chỉ giúp bạn cải thiện tình hình sức khỏe, mà còn tăng cường trạng thái tích cực lạc quan, từ đó chống lại quá trình lão hóa của tự nhiên. Cho dù bạn đã ở độ tuổi nào, vẫn không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thay đổi. Ăn chậm lại.
Bạn biết không, trong số những thói quen phổ biến để cải thiện sức khỏe và tăng tuổi thọ, có một phương pháp rất hiệu quả với người cao tuổi, đó là ăn chậm. Nghe qua có vẻ như đơn giản phải không bạn? Nhưng các nhà khoa học đã chỉ rằng khi chúng ta cố gắng ăn chậm nhai kỹ, có thể mang lại những lợi ích sức khỏe vô cùng tuyệt vời. Các nghiên cứu mới đây đã cho thấy ăn chậm có thể giúp cho chúng ta tiêu thụ ít calo hơn trong mỗi bữa ăn. Khi bạn dành thời gian để thưởng thức từng miếng ăn, cơ thể chúng ta có thời gian cần thiết để ghi nhận cảm giác no. Điều này tránh ăn quá nhiều. Hơn nữa, ăn chậm sẽ giúp cho chúng ta nhai kỹ hơn. Điều này làm tăng hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng, nhất là đối với người cao tuổi khi càng về già, quá trình tiêu hóa càng diễn ra chậm chạp hơn. Biện pháp ăn chậm này có thể giúp người cao tuổi duy trì cân nặng ổn định, từ đó cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thừa cân, béo phì, mỡ trong máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi đã ngoài 60, vì đây là nhóm người có nguy cơ cao mắc phải những bệnh lý này nếu vẫn giữ những thói quen ăn uống không lành mạnh. Chọn ngũ cốc nguyên hạt không tinh chế. Ngũ cốc nguyên hạt chứa đầy chất xơ, vitamin B và một loạt các khoáng chất quan trọng để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tăng cường chức năng cơ thể khi chúng ta càng về già, bao gồm kẽm, sắt, magie và mangan. Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt cũng góp phần bảo vệ hệ tiêu hóa, khiến bạn có cảm giác no lâu, đồng thời hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra suôn sẻ và tối ưu nhất. Không những thế, ngũ cốc nguyên hạt còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim ở người cao tuổi. Nhờ đó, người cao tuổi có thể giữ gìn cân nặng ổn định, ngăn ngừa sự tổn thương đối với hệ thống tim mạch và giảm thiểu nguy cơ gặp phải các vấn đề như đột quỵ và tim mạch khi về già. Bổ sung omega 3 và vitamin D. Các bạn thân mến, đối với thể trạng của người cao tuổi thì vitamin D và omega 3 chính là hai chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng cho sức khỏe, và chúng thuộc vào nhóm chất vi lượng, tuy ít nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe. Trong đó, vitamin D là một thành phần không thể thiếu cho sức khỏe của xương và chức năng của hệ thống miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu mức độ của vitamin D thấp có thể gây ra các vấn đề sức khỏe từ bốc hỏa, tiêu chảy đến đau xương. Vitamin D giàu trong hải sản béo, đặc biệt là cá hồi, cá sặc, sứa. Và bên cạnh vitamin D thì omega 3 cũng là một chất dinh dưỡng cực kỳ cần thiết cho người cao tuổi. Omega 3 là một loại axit béo không no, nổi tiếng với khả năng giảm viêm, duy trì sức khỏe tim và thúc đẩy chức năng não. Đặc biệt, omega 3 còn giúp duy trì sự cân bằng của cơ thể của bạn. Omega 3 cũng được tìm thấy nhiều trong hải sản béo, và việc tiêu thụ hải sản một cách đều đặn có thể giúp người cao tuổi vẫn cung cấp đủ lượng omega 3 cần thiết cho cơ thể. Với thực đơn cung cấp đủ vitamin D và omega 3 từ hải sản, bạn sẽ có một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, hệ xương vững chắc, tim mạch khỏe mạnh, não bộ linh hoạt, cùng với một cơ thể khỏe mạnh và cân bằng để chống lại quá trình lão hóa từ tự nhiên. Ăn rau trước. Khi càng về già, người cao tuổi chúng ta thường đối mặt với một số thách thức về sức khỏe, từ hiện tượng tăng cân tới khó kiểm soát đến mức độ đường huyết trong cơ thể. Các chuyên gia sức khỏe đã gợi ý rằng việc chúng ta chọn ăn rau đầu tiên trong bữa ăn có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe không ngờ đến. Khi bạn ăn rau xanh vốn là một nguồn giàu chất xơ, giàu dưỡng chất và ít calo trước khi nhâm nhi những món ăn khác, bạn đã tận dụng cơ hội để thỏa mãn cảm giác đói của mình một cách lành mạnh. Điều này giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn thừa và giảm cân một cách tự nhiên mà không gây áp lực lên dạ dày hoặc ép buộc mình vào chế độ ăn kiêng khắt khe nào cả. Hơn nữa, khi chúng ta ăn rau trước bữa ăn còn làm giảm thiểu quá trình hấp thụ carbohydrate vào dòng máu, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người cao tuổi đang đau đầu với căn bệnh tiểu đường. Không những thế, khi bạn ăn rau trước bữa ăn cũng giúp kích thích hệ thống tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn,
làm tăng lượng nước cung cấp cho cơ thể và góp phần vào việc tăng cường sức khỏe toàn diện của bạn khi về già. Ăn trái cây thay vì uống nước ép. Trái cây đặc biệt là một thực phẩm mà tiểu đường và bệnh nhân tim mạch cũng nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Vì trái cây không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể chúng ta như chất xơ và đủ loại vitamin, mà còn chứa loạt hợp chất thực vật tự nhiên khác nhau, đều cần thiết cho việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, đường tự nhiên có trong trái cây là một loại đường tốt, được cơ thể tiêu hóa rất chậm và không gây ra đột biến lớn về lượng đường trong máu. Tuy nhiên, đối với việc duy trì đường huyết ổn định, nguồn chất xơ trong trái cây đóng vai trò quan trọng như kích thích tiêu hóa và thúc đẩy quá trình chuyển hóa của cơ thể. Điều này mặc nhiên trái cây còn tốt hơn cho việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Bởi vì trái cây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng nâng cao hệ thống miễn dịch và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Trái cây tươi là lựa chọn tốt hơn so với nước ép trái cây bởi vì bạn có thể tiêu thụ toàn bộ chất xơ và các chất chống oxy hóa từ trái cây, cùng với việc ngăn chặn việc tăng đường huyết đột ngột. Tập thể dục thường xuyên hơn. Người ta thường nói rằng bạn là những gì bạn ăn và một cuộc sống năng động là một cuộc sống khỏe mạnh. Cả hai câu châm ngôn này đều hàm ý rằng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên khi kết hợp cùng nhau là bí quyết hạnh phúc và sức khỏe lý tưởng cho mỗi chúng ta, đặc biệt là những người cao tuổi. Tập thể dục không chỉ là về việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh và mạnh mẽ. Thật ra tập thể dục là một cách tuyệt vời để luyện tâm lý và giảm căng thẳng. Có nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tập thể dục đều đặn có thể cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và thậm chí làm giảm nguy cơ mắc chứng trầm cảm. Hơn nữa, việc tập thể dục đều đặn còn có thể giúp giải phóng năng lượng tiềm ẩn, tăng cường trạng thái tự tin, giảm tỷ lệ mắc phải nhiều bệnh mãn tính. Thậm chí, tập thể dục còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch và cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể. Nếu bạn thực sự muốn tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của tập thể dục, hãy bắt đầu bằng những bước đi nhỏ. Cố gắng hoạt động thể chất 30 phút mỗi ngày. Có thể chỉ đơn giản là đi bộ xung quanh khu vực sinh sống hoặc tập thể dục nhẹ nhàng như yoga hay thậm chí đạp xe. Có thể thấy rằng cách chúng ta chế biến và tiêu thụ thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Do đó, hãy cẩn thận với việc hâm nóng lại các món ăn, kể cả những món ăn tự nấm, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình. Không thể phủ nhận được rằng cách chúng ta chế biến và tiêu thụ thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta. Qua suốt video này, chúng ta đã cùng nhau khám phá những thực tế không thể lờ đi về việc hâm nóng lại thức ăn, đặc biệt là những món ăn tự nấm và những tác động tiêu cực mà chúng có thể gây ra cho sức khỏe của chúng ta. Sức khỏe là vốn quý báu nhất của con người và là mục tiêu cần được bảo vệ và vun đắp, đặc biệt là khi chúng ta đã bước sang tuổi vàng. Nhưng không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta thận trọng và biết cách lựa chọn những phương pháp chế biến thức ăn phù hợp, chúng ta vẫn có thể tận hưởng những món ăn ngon miệng mà không phải lo lắng về việc đánh đổi sức khỏe của mình. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.